Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu ngày mùng 5 tháng 7 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đảo chiều giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,09%, giao dịch ở mức 2.355 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm đứng ở mức 105,13 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ đứng ở mức 58.300 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,364% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng đứng ở mức 84 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Theo phân tích của Neil Jurlensen trên Kepler News, vào ngày thứ tư, Viện Quản lý Cung ứng hay gọi là ISM cho biết chỉ số nhà quản lý mua hàng dịch vụ đã giảm xuống còn 48,8% vào tháng 6 so với mức 53,8% của tháng 5. Dữ liệu này yếu hơn đáng kể so với dự kiến, vì dự báo đồng thuận cho thấy mức giảm nhỏ hơn nhiều, xuống còn 52,6. Thị trường vàng đã chứng kiến một đợt chào mua mạnh mẽ vào đầu phiên giao dịch Bắc Mỹ và dữ liệu kinh tế đáng thất vọng đang làm tăng thêm đà tăng giá. Theo Chủ tịch Ủy ban Khảo sát Kinh doanh Dịch vụ ISM cho biết, ngành dịch vụ của Mỹ đang chứng kiến hoạt động yếu nhất kể từ khi mà nền kinh tế đóng cửa trong đại dịch COVID-19. Với số liệu đáng thất vọng kể trên, sau khi ISM cho biết PMI sản xuất của họ cũng giảm sâu hơn vào vùng suy thoái, các nhà kinh tế cho biết dữ liệu này làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế. Theo công cụ Fed Watch của Simmer, thị trường hiện tại đang định giá có khoảng 74% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 9. Theo nhà kinh tế tại Bắc Mỹ Capital Economics, Oliver Cross cũng cho biết, cùng với sự suy giảm trong chỉ số sản xuất ISM, các cuộc khảo sát này cho thấy tăng trưởng GDP sẽ vẫn yếu trong quý 3. Chúng cũng bổ sung thêm bằng chứng cho thấy nhu cầu lao động đang giảm và lạm phát sẽ vẫn theo xuống giảm. Các nhà giao dịch hiện tại đang chú ý đến dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ, dự kiến công bố trong ngày hôm nay. Nhà phân tích cấp cao tại Citindex Mark Simpson cho biết, báo cáo dịch vụ ISM nhẹ nhàng hơn dự kiến là món quà mà những người theo chủ nghĩa ôn hòa của Fed đã chờ đợi trước khi mà có dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp. Một động thái lên 2.400 đô la Mỹ trên một ounce nằm trong kế hoạch nếu dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp xác nhận những vết nứt kinh tế mà chúng ta đang thấy ở những nơi khác. Trong khi đó, các quan chức Fed tại cuộc họp gần đây nhất thừa nhận rằng nền kinh tế Mỹ có vẻ đang chậm lại nhưng vẫn khuyến nghị nên chờ đợi và quan sát trước khi cam kết cắt giảm lãi suất theo biên bản cuộc họp ngày 11 và ngày 12 tháng 6 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng miếng SJC đã bất động trong khoảng một tháng qua, tuy nhiên theo một số chuyên gia, người dân Việt Nam vẫn luôn thích đầu tư vào loại tài sản này. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch hôm qua mùng 4 tháng 7, giá vàng trong nước vẫn bất động với vàng miếng SJC. Như vậy là trong khoảng một tháng qua, kể từ khi mà Ngân hàng Nhà nước triển khai phương án mới ổn định thị trường vàng và thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC do 4 ngân hàng thương mại quốc doanh bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank và Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn tiếp tục giữ nguyên mức giá cũ là 76,98 triệu đồng trên một lượng. Trong khi giá vàng miếng SJC đứng im trong thời gian dài, thì giá vàng nhẫn 24K vàng bố số 9 tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng liên tục tăng cao theo giá thế giới. Trong ngày hôm qua, mặt hàng vàng nhẫn bố số 9 tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn đội thêm 250.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều, lên mức 74,4 triệu đồng trên một lượng mua vào, 76 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại một số hệ thống khác thì loại vàng này tăng cao hơn, lên sát giá vàng miếng. Như Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá bán ra mỗi lượng vàng nhẫn tròn trơn ở mức 76,36 triệu đồng trên lượng, Doji cũng tăng chiều bán ra lên 76,35 triệu đồng trên lượng. Với ngưỡng này, mỗi lượng vàng nhẫn chỉ còn cách vàng miếng trên nửa triệu đồng, trong khi giai đoạn trước đây, mức chênh lệch hai loại vàng này thường vài triệu tới chục triệu đồng tùy thời điểm. Trên thực tế, theo ghi nhận, có người đặt vàng thành công tại các ngân hàng, tuy nhiên không đến lấy vàng, ngân hàng có gọi điện lại thì không ai nhấc máy. Nhưng có người lại cho biết họ rất khó để mua được vàng. Cụ thể theo chị Quỳnh Anh ở Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, thông thường một năm hai lần, vào giữa và cuối năm, gia đình chị sẽ rút bớt khoản tiền tích cóp để mua vàng. Giá vàng tại thời điểm này rất hấp dẫn nhưng gia đình chị không thể mua được. Tại các ngân hàng rất khó đăng ký mua vàng trực tuyến.
Còn các doanh nghiệp trên thị trường thì đều báo hết vàng miếng để bán ra. Do không mua được vàng nên vợ chồng tôi đang tính phương án khác là đầu tư thêm vào tài khoản chứng khoán, dù kênh đầu tư này khó hơn vàng, theo chị Quỳnh Anh nói. Cũng tìm mua vàng miếng SJC tại các cửa hàng lớn gần 3 tuần nay, nhưng chị Thu Hương ở Cầu Giấy, Hà Nội đều nhận được thông báo cửa hàng hiện tại không bán vàng miếng SJC và nhẫn tròn trơn bố số 9. Vợ chồng tôi đi hỏi mua vàng miếng tại đủ các cửa hàng vàng lớn tại Hà Nội, nhưng 3 tuần nay đều về tay trắng. Vì giá vàng đang thấp nên vợ chồng tôi vẫn mua vào, nhưng cũng chỉ mua được vài ba chỉ vàng nhẫn từ các cửa hàng vàng nhỏ, theo chị Hương cho hay. Không đủ kiên nhẫn như những khách hàng trên, chị Quỳnh Nga ở Hai Bà Trưng. Giá vàng thấp nhưng lại khó mua nên với 5 tỷ đồng vừa tất toán khoản tiết kiệm, vợ chồng chị quyết định đầu tư vào bất động sản. Vì không có vàng để bán nên tại hầu hết tiệm vàng trên địa bàn Hà Nội đều rất vắng vẻ. Nhân viên tại một cửa hàng kinh doanh vàng tại đường Trần Nhân Tông, Hà Nội cho biết, từ khi cửa hàng không còn bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn bố số 9, lượng khách đến giao dịch giảm đi rõ rệt, không còn cảnh xếp hàng chen lấn mỗi khi giá vàng có biến động. Theo một số chuyên gia tài chính cho rằng, người dân Việt Nam luôn thích đầu tư vàng. Tuy nhiên, do thị trường vàng biến động trong khi thị trường bất động sản có dấu hiệu đi lên, nhiều nhà đầu tư đã kịp thời chốt lời vàng khi vàng đạt đỉnh và chuyển sang mua bất động sản. Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch đầu giờ sáng nay, nhìn chung thì mặt hàng vàng miếng và mặt hàng vàng nhẫn bố số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác tạm thời không có thay đổi về giá. Sau phiên tăng khá mạnh của mặt hàng vàng nhẫn bố số 9 trong ngày hôm qua, chi tiết của bảng giá này thì kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua giảm nhẹ 7 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả hai chiều, mua vào mức 25.213 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.463 đồng trên 1 đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 25.750 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.830 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 80 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng có mức giá tương tự như SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Phú Quý SJC mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000. Mi Hồng SJC mua vào 7.620.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Ngân hàng T Bank Gold mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, thời điểm này không có thay đổi về giá, chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Huế mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Cuối cùng là giá nhận bố số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì không có điều chỉnh về giá sau phiên tăng khá mạnh ngày hôm qua và hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bố số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.440.000, bán ra 7.600.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.430.000, bán ra 7.530.000. Vàng 24K mua vào 7.255.4 nghìn, bán ra 7.455.4 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.413.1 nghìn, bán ra 5.663.1 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.155.4 nghìn, bán ra 4.405.4 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.905.3 nghìn, bán ra 3.155.3 nghìn. Nhẫn tròn bố số 9 Hương Thịnh Vượng Doji
mua vào 7.490.000, bán ra 7.635.000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.